Các anh chị có gặp khó khăn khi xử lý các vết bẩn như vết dầu mỡ, vết màu điều, vết nước tương hay vết cà phê không? Các loại nước tẩy rửa thông thường có đạt được hiệu quả như các anh chị mong muốn không? Nước lau chùi nhà bếp LOC hoàn toàn có thể xử lý tốt các vết bẩn cứng đầu nhất trong căn bếp của các anh chị. Các anh chị hãy cùng Dũng kiểm chứng sự hiệu quả của sản phẩm này nhé. Rất nhanh và dễ dàng thôi, để tiến hành kiểm chứng thì chúng ta cần những dụng cụ sau đây. Đầu tiên là một bếp từ với rất nhiều vết bẩn cứng đầu mà anh chị thường gặp trong căn bếp của mình. Tiếp theo đó là một miếng mút lau chùi nhà bếp thông thường. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu sản phẩm lau chùi nhà bếp LOC. Bước đầu tiên, các anh chị sẽ đổ một lượng vừa đủ nước lau chùi nhà bếp LOC lên bề mặt bám bẩn. Sau đó chúng ta sẽ dùng miếng mút mềm này để lau qua vết bẩn. Các anh chị nhìn xem, chỉ cần lau rất nhẹ nhàng thôi thì mặt bếp đã trở nên rất sạch và sáng, nhanh và hiệu quả vô cùng. Thực tế cho thấy khi nấu nướng thì ngoài bề mặt bếp, phạm vi không gian xung quanh bếp cũng là nơi cực kỳ dễ dính và bám bẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng thêm là sản phẩm nước lau chùi nhà bếp LOC sẽ xử lý những vết bẩn thông thường này hiệu quả như thế nào nhé. Các anh chị nhớ là khi chúng ta xử lý các vết bẩn thông thường thì chúng ta phải pha loãng dung dịch nước lau chùi nhà bếp LOC theo tỷ lệ 1:2, tức là 1 phần LOC và 2 phần nước. Sau đó thì chúng ta sẽ xịt dung dịch được pha loãng này lên trên bề mặt bám bẩn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một miếng mút mềm để lau sản phẩm. Wow, như anh chị nhìn thấy thì viên gạch đã trắng tinh như là chưa có từng một vết bẩn nào cả. Và nếu như mà mọi thứ đều tiện lợi và nhanh chóng như thế này, chắc chắn tôi sẽ lau bếp hàng ngày để đảm bảo gian bếp lúc nào cũng sạch và tinh tường. Nước lau chùi nhà bếp LOC có chứa công thức BioQuest có khả năng phân hủy sinh học, xử lý tốt tất cả các vết bẩn cứng đầu, ví dụ như vết nước tương, vết cà phê hay vết dầu mỡ trên bề mặt bếp và cả trên bề mặt gạch men. Và điều đặc biệt là không cần rửa lại với nước. Đồng thời, sản phẩm đã được kiểm nghiệm an toàn cho da khi sử dụng. Bếp sáng, sạch, tươi mới mỗi ngày mà không quá mất nhiều thời gian công sức thì không thể thiếu nước lau chùi nhà bếp LOC.